Vào ngày 9 tháng 4 năm 2022, Trạm Vũ trụ Quốc tế đã chào đón những vị khách riêng đầu tiên của nó, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong tương lai của con người trên tàu vũ trụ. Vào ngày 8 tháng 4, tên lửa Falcon 9 của Space đã chở 4 người trên tàu vũ trụ Dragon Endeavour cho công ty bay vũ trụ tư nhân Axiom Mission X-1 từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida. Larry Connor, người sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư bất động sản The Connor Group đến từ Ohio, Mark Perthy, giám đốc điều hành của công ty đầu tư và tài trợ MAVRIK đến từ Canada. Và Ian Steep, một cựu phi công của lực lượng không quân Israel và là người sáng lập quỹ đầu tư Vital Capital đến từ Israel, đã đảm bảo chỗ ngồi bằng cách trả vài triệu USD cho chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của họ. Ba người này được tham gia bởi một cựu phi hành gia NASA, Michael Lopez Alegria, người hiện là phi hành gia chính tại Axiom. Cất cánh lên không gian không dễ dàng như đi xe buýt, xe lửa hoặc máy bay trên trái đất. Tất cả họ đều trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt kéo dài khoảng 1.000 giờ. Ngoài sứ mệnh kéo dài 10 ngày, họ sẽ dành 8 ngày trên ISS. Trong thời gian này, các thành viên phi hành đoàn sẽ trình bày 25 nghiên cứu khoa học và trình diễn công nghệ khác nhau, từ vật lý thiên văn đến khoa học thần kinh, và họ sẽ dành khoảng 100 giờ để thực hiện công việc này. Ý tưởng là tạo ra một danh mục đầu tư cung cấp những hiểu biết sâu sắc về trạng thái của các công nghệ tiên tiến trong không gian, chuẩn bị rõ ràng cho Axiom cho module không gian thương mại đầu tiên trên thế giới, dự kiến ra mắt vào năm 2024. Kế hoạch cuối cùng của Axiom là gắn nhiều module vào ISS mà cuối cùng sẽ tách ra thành một trạm độc lập. Trạm vũ trụ này sẽ trở thành một nền tảng quan trọng để thực hiện các nghiên cứu trong môi trường vi trọng lực và khám phá không gian lên mặt trăng và sao hỏa. Hơn nữa, sự hợp tác này giữa NASA và khu vực tư nhân trong ngành công nghiệp vũ trụ chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về du hành vũ trụ trong những năm tới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào! Chia sẻ hữu ích nhé!